Gia Bảo Luxury, trao gửi báu vật của thời gian. Xin chào anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay thì tôi sẽ thực hiện một cái video này khác với những cái video trước đây mà chúng tôi đã thực hiện. Và video này chúng ta sẽ cùng đánh giá một chiếc đồng hồ. Tuy nhiên là chúng tôi sẽ che hoàn toàn thương hiệu đi. Và với những cái thông tin mà chúng tôi cung cấp cũng như là qua video quý vị chiêm ngưỡng, thì chúng ta hãy cùng dự đoán chiếc đồng hồ này có khoảng giá bao nhiêu và cùng đoán đây là thương hiệu gì. Ok, như anh em đang thấy trên tay tôi đây, đây chính là một chiếc đồng hồ với dây da này và vỏ bằng vàng trắng. Đây là vỏ vàng trắng nhá. Đường kính là 42mm. Thương hiệu này bật mí cho anh em, đó là một thương hiệu đồng hồ gốc của nó, không phải là thụy sĩ, nó là gốc ở Mỹ, có lịch sử luôn, khoảng đầu những năm 1900, hơn 1900 một chút, đó, khởi nguồn tại Mỹ và hiện nay đã có sự sản xuất ở Thụy Sĩ. Và hiện tại bây giờ với những chiếc đồng hồ của thương hiệu này thì chúng ta sẽ thấy được có dòng chữ Swissmade. Đây là một thương hiệu xuất phát điểm ngay từ đầu nó là một thương hiệu kim hoàn, sau đó thì họ mới chuyển sang sản xuất đồng hồ. Đây cũng là một trong số những thương hiệu nổi tiếng thuộc tập đoàn luôn anh em nhé, chứ không phải là một thương hiệu gọi là mushroom brand hay là gọi là những cái thương hiệu không có tên tuổi đâu. Đây là một thương hiệu có tên tuổi. Và chúng ta hãy cùng đánh giá tổng quan của chiếc đồng hồ này. Đầu tiên ấy, đây là một chiếc đồng hồ với dáng vỏ tròn, đường kính 42mm. Và trong thế giới đồng hồ hiện nay thì 42mm với một chiếc đồng hồ cổ điển thì tôi đánh giá là khá là lớn. Bởi vì sao? Với đồng hồ cổ điển thì thực tế mà nói thì nó dao động trong khoảng từ 39 đến 40, 41 là size đẹp. Chiếc đồng hồ này chỉ dày có 9mm thôi. Một trong những chiếc đồng hồ mà tôi thấy được đánh, có thể được đánh giá là mỏng, siêu mỏng thì chưa, nhưng mà có thể gọi là thin, tức là mỏng ấy, dưới 10mm. Cái độ hoàn thiện của chiếc đồng hồ này ở dáng vỏ ấy, chúng ta có thể thấy được phần tay càng. Cái dáng tay càng của chiếc đồng hồ này rất là đẹp mắt nhé. Chúng ta sẽ thấy được vát này, vát cạnh đánh bóng này, xong rồi có hai cái rãnh ở phần hông cũng vậy, cũng có hai cái rãnh chạy dọc theo phần hông. Toàn bộ chiếc đồng hồ này được hoàn thiện là đánh bóng đó, hoàn thiện là đánh bóng. Khóa của chiếc đồng hồ này cũng được làm từ vàng trắng, hai bên hông là được chảy xước. Phía đáy của chiếc đồng hồ này thì chúng ta sẽ thấy được, đó chính là chúng ta sẽ thấy được một cỗ máy với một rotor bằng vàng nhá, rotor bằng vàng chứ không phải là rotor mạ vàng như những thương hiệu low level đâu. Chiếc đồng hồ này thì được sử dụng một cỗ máy của GP Gerard Perego mang mã hiệu là 03300. Thì cái cỗ máy này nó có một số cái thông tin, ví dụ như là thời lượng cót là khoảng 46 tiếng, biên độ dao động là 28.800 nhịp trên 1 giờ. GP không phải là một nhà sản xuất máy bán tràn lan ra ngoài thị trường, họ chỉ sản xuất cho những thương hiệu thực sự là có một cái mối quan hệ rất tốt với thương hiệu của họ. Về phần máy của chúng ta sẽ thấy được những cái cỗ máy này là cỗ máy đặc trưng của GP rồi. Thì chúng ta sẽ thấy được phần rìa ngoài sẽ có những cái vân plaque tròn, xoáy tròn, còn những cái tấm khay nhỏ ở trên cái cỗ máy thì chúng ta sẽ được hoàn thiện chảy xước, có cả vát cạnh luôn nhé anh em nhé, có cả vát cạnh luôn, vát cạnh đánh bóng. Phải nói đây là một cỗ máy phổ thông của GP nhưng mà được hoàn thiện rất là tốt. Tuy nhiên là nhược điểm của cái cỗ máy này đó chính là cái đường kính rất là nhỏ, có khoảng hơn 26mm thôi. Vậy nên là những cái thương hiệu đồng hồ nào mà có vỏ to ấy, sử dụng cỗ máy này thì đều phải làm cái căn. Cái căn ở đây là gì? Cái căn ở đây là cái phần cố định cái máy ở phần rìa của cái cỗ máy ấy, nó rất quan trọng. Với những cái đồng hồ mà có vỏ lớn, nếu không có cái căn này thì cái đồng hồ bạn tưởng tượng là nó sẽ bị sộc sạch ấy. Cái phần căn máy của cái chiếc đồng hồ này thì cũng được làm rất là tỉ mỉ và kỳ công, với được hoàn thiện chảy xước, chạm khắc lên chiếc Swissmade này. Có một điểm thú vị nữa về cỗ máy của chiếc đồng hồ này mà tôi muốn bật mí tới anh em, đây chính là cái cỗ máy được sử dụng trên những cái chiếc đồng hồ Ambinet HM8 đó. Thì anh em có thể nhìn thấy là thể hiện ở trên chiếc HM8, nhìn chiếc đồng hồ, nhìn cái cỗ máy và cái chiếc đồng hồ trông rất là đặc biệt, rất là đương đại, trông như một cái cỗ máy đến từ không gian đúng không? Chiếc đồng hồ đó sử dụng chung cỗ máy với chiếc đồng hồ này. Đấy, một cái bật mí để anh em dự đoán về tên thương hiệu cũng như là giá của chiếc đồng hồ này đó. Có hai điểm tôi rất thích ở trên chiếc đồng hồ này ở phía mặt số, đó chính là kim giờ, kim phút và cái mặt số màu xanh. Vỏ vàng trắng thì đi mặt số màu xanh rất là cuốn hút,
cũng giống như là vỏ vàng hồng đi với mặt số chocolate và vàng vàng đi với mặt số màu xanh lá cây vậy. Đó, chiếc đồng hồ này thì với cái mặt số được hoàn thiện chảy tia nhưng rất mờ, rất mềm, rất mỏng, thế nên là chúng ta phải nhìn rất là kỹ chúng ta mới thấy được cái vết chảy xước rất là mềm và mỏng đó. Tiếp đến đó chính là cái hình dáng của hai cây kim, thì chúng ta sẽ thấy được là hai cây kim này là hai cây kim dạng lá nhưng được cách điệu một chút. Ở đầu của hai cây kim thì tôi liên tưởng đến những cái cây kiếm vậy. Chiếc đồng hồ này thì có một ưu điểm mà tôi nghĩ là đây là một đặc điểm, đó chính là chiếc đồng hồ chỉ có hai kim thôi. Hai kim này thì đối với những người thích sự đơn giản, tối giản thì nó vô cùng tuyệt vời. Tuy nhiên là với những khách hàng hay là những người đeo đồng hồ ấy, mà họ thích có sự chuyển động ở trên mặt số, thì đây lại là một chiếc đồng hồ không bao giờ lọt vào mắt xanh của họ, phải luôn luôn có kim dây liên tục chạy đó. Thì hai kim ưu điểm cũng có, nhược điểm cũng là như vậy, thì tôi cũng đã chia sẻ tới anh em rồi. Và sau đây thì tôi sẽ cân cái chiếc đồng hồ này lên để chúng ta thấy được là nó đang có khoảng sử dụng khoảng bao nhiêu vàng cho cái chiếc đồng hồ này nhé. Đây như anh em đang thấy, ở chiếc đồng hồ này nó khoảng hơn 70 gram vàng, cả khóa nữa thì tôi nghĩ cái chiếc đồng hồ này khoảng có cái lớp vỏ và khóa thì nó khoảng dưới 2 cây vàng đó. Tất nhiên là vàng là 750 thôi. Sau đây thì tôi sẽ đánh giá lên tay chiếc đồng hồ này, thì anh em có thể nhìn thấy được đây, trên cổ tay tôi đây, anh em thấy không ạ, cổ tay tôi dạng tròn, chu vi gần 17, thì chiếc đồng hồ này với một chiếc đồng hồ cổ điển 42 hơi to, tôi cảm giác là như vậy. Chiếc đồng hồ này thì theo tôi, với những khách hàng có cổ tay trên 17 đeo sẽ đẹp hơn là dưới 17, bởi vì 42mm. Đây anh em, tất nhiên là với đồng hồ dress thì nên đeo nhỏ một chút thì nhìn nó lịch sự và sang trọng hơn. Và đây cũng là cuối của video này rồi, thì anh em dự đoán đây là chiếc đồng hồ với thương hiệu gì và có mức giá là bao nhiêu, anh em hãy cùng comment ở phía dưới video này anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.